ngày 15 tháng 5 năm 2022 nhằm ngày 15 tháng 4 Nhâm Dần, Bổn Tự Chùa Trà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên tổ chức chương trình diễu hành xe đạp chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Dưới sự điều hành hướng dẫn của Đại Đức Thích Thông Minh, trụ trì Chùa Trà Nam, đúng vào lúc 7 giờ, đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát từ Chùa Trà Nam đến các chùa trên địa bàn xã Duy Vinh và ngược lại. Trong hành trình, đoàn diễu hành đã đặt vòng hoa viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Vinh. Tổng quãng đường diễu hành khoảng hơn 10 km. Những xe đạp được trang trí đẹp mắt, có cờ và hình Đức Phật Đản Sinh, vườn Lâm Tỳ Ni, được hơn 50 Phật tử hân hoan đi thành đoàn diễu hành quanh các trục lộ chính của xã Duy Vinh, tạo nên hình ảnh gần gũi, bình yên trong mùa Đản Sinh năm nay 2022. Hoạt động đạp xe mang lại ý nghĩa cao đẹp, nâng cao ý thức của Phật tử và cộng đồng về môi trường sinh thái, ủng hộ phương tiện di chuyển không khí thải, giúp gìn giữ và duy trì một môi trường sống trong sạch và lành mạnh cho thế hệ hôm nay và mai sau. Ngoài ra, hàng năm, vào các dịp lễ lớn của Phật giáo và đất nước, Chùa Trà Nam cũng tích cực thực hiện nhiều hoạt động từ thiện xã hội với ý nghĩa nhân văn cao đẹp trên tinh thần, lợi đạo ích đời, hộ quốc an dân. Kết thúc chương trình diễu hành xe đạp tại Chùa Trà Nam, nhiều Phật tử vẫn còn lưu luyến với nhiều kỷ niệm sâu lắng về mùa Phật Đản Sanh đi vào lòng người.